Mười vật khó lý giải trong lòng đại dương. Có rất nhiều điều kỳ lạ ở tự nhiên mà con người vẫn chưa khám phá ra được. Câu trả lời, sâu thẳm trong lòng của đại dương nơi sinh sống của các loài cá, san hô, là những loài sinh vật, những con tàu, thành phố cổ đã chìm sâu hàng ngàn năm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 10 thứ được tìm thấy dưới đáy đại dương và khám phá những điều kỳ lạ về nó nhé. Số 1 là chim chim thường sống trên không nhưng cap ganes là một trong số những loài chim tuyệt vời nhất khi mà bạn có thể được tìm thấy dưới nước Chúng thường được gọi với cái tên khác là chim tên lửa. Những con chim này có khả năng lặn dưới nước ở độ sâu lên đến 30,5m với tốc độ là 60 dặm một giờ. Ngực của chúng có các túi khí giống như bong bóng giúp giảm thiểu tác động dưới nước. Và loài chim này không có lỗ mũi bên ngoài như các loài chim khác. Gannet thường được tìm thấy dưới nước biển sâu khoảng 22m khi đang dùng đôi cánh và chân của mình để đi kiếm ăn. Số 2 là rừng krep. Đây là hệ sinh thái có thể được tìm thấy ở vùng nước nông, được tạo ra bởi loài tảo bẹ. Hầu hết tảo bẹ phát triển mạnh trong nước lạnh. Nếu được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thì nó sẽ sống dưới đáy nước trong một khoảng thời gian dài, rồi sau khi lớn lên sẽ trồi lên đến bề mặt của nước. Những cô rừng tảo bẹ tìm thấy dưới nước có thể nằm ở độ sâu 46 m Một số tảo bẹ khổng lồ có khả năng phát triển lên đến 0,3 đến 0,6 m mỗi ngày, giống như một cây che phủ lớn số 3, khối lượng bạc khổng lồ sau Thế chiến thứ hai. Đây là một trong những điều kỳ lạ đã được phát hiện dưới đáy Đại Tây Dương với khoảng 61 tấn bạc trị giá 36 triệu đô la Mỹ. Tàu chở hàng của Anh đã bị chìm vào năm 1941, được cho là đã mất tích mãi mãi Tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu, người tìm kiếm kho báu cho đến nay thì vẫn đang nỗ lực tìm ra con tàu với lượng bạc kỷ lục trên thế giới này và kết quả là có khoảng 20% tổng số bạc trên tàu đã được các nhà nghiên cứu tìm ra. Số 4, các vi khuẩn cổ đại trong năm 2012, thì một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện nhiều điều đáng ngạc nhiên khi họ đi đến Bắc Thái Bình Dương để thu thập một số mẫu vi khuẩn trong nước. Trong quá trình này, thì họ tìm thấy một cộng đồng các sinh vật sinh sống sử dụng rất ít thức ăn và oxy. Tùy thuộc vào tốc độ của những trầm tích độ sâu cũng như vị trí, họ cho rằng các vi khuẩn này đã có từ rất lâu. Số 5. Động cơ tên lửa Apollo 11 Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos là người tài trợ nghiên cứu tại nơi này thì các thành viên trong đoàn đã khám phá ra bộ phận động cơ tên lửa chiếc Apollo 11 hạ cánh. Chiếc tên lửa này được phát hiện vào năm 2013 tại vịnh Mexico. Phần động cơ đã bị ăn mòn đáng kể khi được tìm thấy và lẽ dĩ nhiên thôi, nó nằm dưới đáy biển đã hơn 4 thập kỷ cơ mà. Số 6 là sông ngầm Hồ Ngầm. Một nhóm các nhà nghiên cứu hàng động đã khám phá ra sự tồn tại của các dòng sông ngầm ở Mexico ngay dưới lòng nước biển. Dòng sông này có cây cối, bờ đắp như một dòng sông bình thường, và trên thực tế thì điều này có vẻ như không thể, nhưng người ta tin rằng con sông này được tạo ra nhờ sự kết hợp của nước muối và hydrogen sulfide so với các nước muối bình thường hợp chất này có vẻ đặc hơn và kết quả là nó đã tạo thành rãnh chìm ở phía dưới và điều này làm cho nó mang một hình dáng riêng biệt và chảy như một dòng sông ngoài ra thì còn có những hồ nước sâu được tìm thấy dưới nước giống như một hồ nước bình thường với bờ cát và đá xanh ở xung quanh tuy nhiên một thực tế kỳ lạ là đã được phát hiện bởi các nhà khoa học là những chiếc hồ ngầm này cũng có sóng của riêng nó Số 7. Cuộc họp chính phủ Manaview là một địa điểm hấp dẫn khách du lịch với những bãi biển xanh, cát trắng và những rạng san hô. Tổng thống Mohamed Nasik đã tổ chức một cuộc họp hội nghị nội các dưới đáy biển ở Manaview kéo dài trong 30 phút và mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về những mối nguy hiểm tiềm năng về sự đóng lên toàn cầu và mọi người tham dự được mặc một thiết bị lặn Cuộc họp này được tổ chức tại độ sâu 6m tại bờ biển Nam của Manaville. Một chiếc bàn đã được sử dụng cho cuộc họp và mọi người phải trao đổi với nhau bằng cách viết lên bảng trắng hoặc sử dụng cử chỉ tay. Số 8 là công viên điêu khắc. Các tác phẩm điêu khắc dưới nước này thể hiện nghệ thuật đương đại nằm dưới biển Caribe, trên bờ biển phía tây của Grenada. Các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này đã được tạo ra bởi Jason de Carret Tyler, nhà điêu khắc người Anh. Các tác phẩm điêu khắc này đã được mở ra cho công chúng chiêm ngưỡng vào năm 2006. Ở đây đã có hơn 500 bức tượng được làm từ xi măng giống như hình dạng con người. Số 9. Thành phố cổ đại dưới nước, nằm sâu cách mặt nước 40 m trong hồ nước nhân tạo Thiên Đạo ở Trung Quốc là thành phố cổ Xi'an, được xây dựng từ 1.300 năm trước. Thành phố Xi'an từng là một trung tâm về chính trị và kinh tế ở phía đông tỉnh Chiết Giang. Mặc dù bị lãng quên khoảng 53 năm, nhưng thành phố Xi'an vẫn lưu giữ nguyên vẹn nhiều công trình như nhà cửa, cổng thành, các bức tượng cổ, vỉa hè và nơi đây sẽ phát triển thành một địa điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai số 10 Stonehenge thứ hai ở dưới nước. Và đây là một trong những khám phá dưới nước thú vị nhất được thực hiện bởi các nhà khảo cổ khi tìm thấy khói Stonehenge thứ hai dưới lòng đại dương ở đảo Sicily, Khối đá chỉ làm hai phần với ba lỗ khoan mà các chuyên gia cho rằng không thể hình thành một cách tự nhiên. Nó được chế tác cách đây 10.000 năm. Bằng phương pháp địa lý và vật lý, địa chất, các nhà khoa học khảo cổ đã chỉ ra lỗ khoan đi xuyên qua khối đá nặng 15 tấn và hai lỗ khoan khác nằm ở hai bên khối đá dài 12 mét. Việc phát hiện ra khối đá cho thấy đã từng có một nền văn minh phát triển mạnh từ rất lâu ở trên này. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.